Chúng tôi thấy mà ở trong kinh nói là bốn cái ơn lớn á, là ơn của Phật là lớn, ơn của thầy dạy cho mình là lớn, ơn của cha là lớn và ơn của mẹ là lớn. Bốn cái ơn này là bốn cái ơn lớn. Và thầy của mình mà mình được học pháp đó là lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không, hôm nay mình báo ơn bằng cách mình niệm Phật để mình hồi hướng. Cái ơn này mình báo rất là xứng đáng. Và chúng tôi báo với tin mừng để quý vị biết là chúng tôi nghe qua cái đĩa của Pháp Sư Ngộ Đạo nói cái hành trạng của Hòa Thượng Tịnh Không vãng sanh phải là thượng phẩm thượng sanh thường tịch quang tịnh độ. Cái lúc mà Ngài tổ chức một cái pháp hội tế tổ ở bên Paris, mà bên nước Pháp là công giáo không, bên phương Tây mà hỏi làm sao mà tin cái chuyện tế tổ. Thế mà Ngài cũng đem cái việc tế tổ bên phương Đông của mình, bên Trung Quốc mà mang tới phương Tây, thì Bậc Bồ Tát mới làm được chuyện này. Và hai là 94 tuổi là ngày qua đó xong rồi, mãn cái nguyện đó rồi, ngày quay về là ngày đóng cửa, bắt đầu ngày chung với đại chúng niệm Phật. Và cái lúc ngày vãng sanh, ngày mời đại chúng ra hết ngoài chánh điện, ngày dặn dò xong bắt đầu là ngày ra đi, biết ngày giờ và hành trạng này như tổ sư Ấn Quang. Đặc biệt mình niệm Phật mà mình không cầu vãng sanh, mà mình thấy người ta vãng sanh thì mình thấy bình thường. Họ không có niệm Phật và họ niệm Phật cái sự vãng sanh không tha thiết và không cái thấy cái khó khăn để mình về cực lạc, thì mình thấy cái người mà vãng sanh mình thấy bình thường. Nhưng mà riêng mà mình mà niệm Phật mà mình thấy cái sự vãng sanh không phải là dễ, mà mình tha thiết muốn vãng sanh, mà mình biết cái người đó biết ngày giờ vãng sanh thì mình cung kính, bởi vì vị này về nó làm Phật. Cho nên cái ơn của cha mẹ, cái ơn của thầy và ơn của Phật, bốn cái ơn này nó phải bằng nhau. Nếu mà mình không cung kính cha mẹ mà mình kia cung kính Phật, mình cung kính thầy, thì cái tội này nó cũng gần như là mình không cung kính Phật, mình không cung kính thầy. Bốn cái ơn của cha, của mẹ, của thầy dạy mình và của Phật, thì bốn cái ơn này nếu mình phạm một trong bốn cái ơn này thì gần như mình phạm ráo hết bốn cái ơn đó rồi. Không cung kính cha mẹ, không có biết khuyên cha mẹ để tu hành, mà đúng ra nhà Phật mình nói cái ơn á và cái hiếu á, nó phải là xem tất cả chúng sanh là anh em cha mẹ dòng họ của mình, con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó, đó là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Nếu mà mình cung kính cha mẹ quá khứ và vị Phật trong tương lai thì không bao giờ dám ăn, không bao giờ dám ăn thịt. Vì sao vậy? Vì cha mẹ của quá khứ là vị Phật trong tương lai. Tuy rằng con thú bây giờ không phải là Phật, nhưng mà tương lai nó sẽ thành Phật, bởi vì nó có Phật tánh mà. Mà mình giết nó, mình không giết mà mình ăn thịt của nó, thì mình cũng phạm phải cái tội bất hiếu. Kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Ở trong thi kệ Văn Sao Ấn Tổ nói là khi mà mình giết súc sanh hoặc mình ăn thịt súc sanh làm cho súc sanh chảy máu thì đó là làm xuất huyết Phật. Kinh khủng thiệt. Tổ sư Ấn Quang này đề xướng về cái chuyện ăn chay. Cái hiếu của cổ đạo Phật nó là như rứa đó, quý vị thấy không? Cho nên thành ra chúng ta mà hiểu được đạo Phật rồi, chúng ta phải ăn chay thôi. Bởi vì mình ăn chay đó là một cái sự báo hiếu của mình đối với cha mẹ quá khứ và vị Phật trong tương lai. Cái điều chúng tôi muốn nhắn nhủ quý vị đó là cái pháp hội của mình, nếu mà chỉ có tổ chức những cái lễ lớn, quý vị về ca hát xong đi về, thì một thời gian cái pháp hội này sẽ lụng tàn. Vì sao? Lắng nghe nè, vì sao? Vì chỉ là hình thức tu để cho người ta thấy đông, người ta khen mình là tổ chức giỏi, nhưng mà nó rỗng tuếch bên trong là chỉ là tổ chức hình thức, không cho họ dụng công tu hành. Cho nên tổ chức thì họ đến, mà hết tổ chức là họ đi. Ai à, cái chỗ này là chúng tôi trăn trở từ mấy chục năm qua. Cho nên một số pháp hội mà mời chúng tôi đến mà chỉ thuyết giảng xong như lúc trước á, rồi về rồi rồi chùa đó cũng vắng tanh luôn. Để ý coi bao nhiêu chùa chúng tôi đã giảng từ ở Mỹ, ở Đức, ở Canada, ở Pháp, tức là tất cả 15, 16 nước chúng tôi đi hết, và các tỉnh ở Việt Nam mình từ Bạc Liêu, chùa Liên Hoa ra tới Hà Nội, chùa Ngòi Đông, hầu như là chúng tôi bỏ công sức quá nhiều, nhưng mà cuối cùng khi chúng tôi về lại cái rồi cái chùa cũng vắng tanh, là do chúng tôi chỉ có giảng thôi chứ không có tổ chức người ta tu. Thì cái pháp hội của mình cũng vậy. Nếu mà tổ chức cho họ tu hàng ngày, giống như hàng ngày ở đây là buổi sáng hơi ít, chứ thường buổi tối với lại buổi sáng buổi khuya là khoảng 500 người, là những người ở xung quanh, là chúng tôi thấy là yên tâm cái đạo tràng rồi. Rồi thêm ngày chủ nhật họ đến ngàn mấy 2.000 người, nhưng như lễ lớn hôm nay gần 3.000 người họ đến họ niệm Phật, thì cái đạo tràng này phải phát triển. Mấy thầy trong này nhớ lắng nghe cho kỹ, 3 người 5 người cũng chân thật niệm Phật chia thời khóa ra, còn đông người thì mình có số lượng người mình niệm suốt đêm, thì đạo tràng này phát triển. Vì sao vậy? Họ thực tu. Họ thực tu thì phải có sự cảm ứng.
Còn họ chỉ hình thức lè lẹt bên ngoài thì một thời gian chủ trì mất hoặc là tổ chức nó mệt mỏi quá, tổ chức không nổi thì đạo tràng này bắt đầu băng hoại. Nhà cửa xây quá lớn lúc đó để không. Thì lúc này mình cũng tổn phước, dùng tiền của Tâm Bảo quá nhiều làm vô cái việc mà không phải tổ chức để người ta tu. Cái này tôi nói chung chung chứ không chỉ trích ai. Nói như vậy để quý thầy kết hợp với chúng tôi để suy nghĩ được cái cách nào đó mình giúp cho người ta tu. Mình khổ cực cũng được, giúp cho họ về để họ tu tập thì cái đạo tràng này mới vững. Giảng họ cũng về tu, mà không giảng họ cũng về tu. Bởi vì cái cách tu nó quá hay và họ niệm Phật họ quá an lạc. Cho nên thành ra là cái việc giảng hay không giảng là lâu lâu thỉnh thoảng chúng tôi lên khai thị một chút. Như thầy Phổ nói, lâu lâu thứ bảy sư phụ lên nhắc nhở anh em một chút xíu. Thì cái việc này chúng tôi làm được. Chứ mà kiểu đăng tò giảng 2-3 tiếng như lúc trước, sức khỏe chúng tôi không đủ, tổn khí. Để cái tâm vô trong đó rồi cái niệm Phật nó giảm. Giảm lâu ngày là mất niệm Phật luôn, không còn hứng thú gì niệm Phật hết. Công phu nó yếu nhất luôn. Bởi vì do mình tập trung chuyện khác thì cái chuyện công phu nó phải giảm thôi. Lo tập trung tổ chức lễ thì cái chuyện tu hành của đại chúng nó phải giảm. Mình đâu phải là cái đạt được cái trí mình là trí mà toàn năng toàn giác đâu. Cái chuyện gì mình cũng làm viên mãn hết đâu. Làm được chuyện này mất chuyện kia, bọn phàm phu mình là rứa đó. Cho bây giờ tập trung vô cho đại chúng tu tập. Ai ở Đức Trọng nè, Bảo Lộc nè, Đà Lạt nè, các tỉnh cứ bay về đây chịu khó qua phòng trọ hoặc nằm nó hơi ột ẹp một chút, cứ về đây niệm Phật một đêm hoặc là niệm nửa đêm cũng được. Công đức bất khả tư nghì. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi nói để đại chúng để cái tâm vô đây. Và Phật tử nên phát Bồ Đề tâm vọng mãnh để mình niệm Phật, mình vãng sanh. Chứ cái đời này nó không còn là bao đâu. Thọ mạng mình không biết hết khi nào đâu. Khi nó hết rồi mà không đủ tín nguyện hạnh. Hôm bữa chúng tôi nói cô hồi nãy tắc bạch, mẹ của chú Thắng hồi nãy tắc bạch trai tăng. Chúng tôi nói một cái nhóm các vị cảm động muốn rơi nước mắt. Cô kêu nghe đĩa sư phụ nhiều lắm rồi mà hôm nay tự nhiên sư phụ ngồi nói chuyện ít thôi mà tụi con cảm động chịu không nổi. Chúng tôi nói gì? Bản thân giác nhàn và bản thân của các cô cũng chưa đủ tín nguyện hạnh, cũng chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Lỡ nó chết ngang bây giờ tính làm sao? Nó chết ngang bây giờ mình tính sao đây? Một là làm người, hai là có phước chút sanh lên cõi trời, không về tới cực lạc là có chướng ngại đó. Mà coi chừng, mày coi chừng lúc là lâm chung là đọa lạc tam đồ nữa chứ không phải đơn giản đâu. Tổ Quang có nói Phật ví dụ là nắm đất trong tay ta nhiều, Phật hỏi ngài A Nan hay là đất trong đại địa nhiều. Ngài A Nan nói đất cổ trong tay ngài quá ít so với đại địa. Thì Phật mới nói là cái người mà chết mà đọa lạc á, tam đồ ác đạo á, mà vô trong cái cảnh giới khổ á, là nhiều như đất trong đại địa. Mà chết mà được làm người á, là ít như đất trong nắm tay. Ghê chưa? Do con người mình nó tạo nghiệp xấu ác quá. Mà con người mình mà đã là tạo nghiệp xấu ác thì nó tạo nghiệp xấu ác nhanh cực kỳ hơn loài súc sanh. Loài súc sanh đôi khi nó tìm một con mồi, con hổ mà nó tìm được một cái con mồi, con nai để nó ăn, nó cũng vất vả vô cùng. Bởi vì nó không có trí tuệ, nó không có trí thức, nó không có khôn ngoan. Còn con người mình quá khôn ngoan. Có tiền bước ra cả vô cái quán cái là có đồ ăn mặn liền, nhậu liền, rượu có ngay. Làm điều xấu ác quá nhanh. Cho nên Tổ Quang nói có người mình đã làm xấu ác thì họ làm cực kỳ nhanh, đọa lạc như tên bắn. Mà nếu mà họ hướng cái tâm vô thiện, họ gặp sách thánh hiền, họ gặp thầy sáng bạn hiền, họ chịu tu rồi thì họ thăng hoa rất nhanh, rất nhanh. Họ về cực lạc rất nhanh. Bởi vì là họ có một cái cơ hội để họ về cực lạc. Cho nên thành ra Phật mới thị hiện vô cõi này. Được không? Đó. Thì thôi, hôm nay thì thực sự chúng tôi nghĩ không sẽ lên, không nói nhiều như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng tôi cảm xúc quá lớn. Đó là quý vị chân thành về đây để mà niệm Phật cho dòng họ thân bằng quyến thuộc của mình, mà nhất là niệm Phật kết duyên với Hòa Thượng Tịnh Không. Mà cộng thêm đó nữa là phát tâm phóng sanh. Hôm nay là phóng sanh 50 triệu. Lễ lớn là chúng tôi phóng sanh 50 triệu. Còn mỗi chủ nhật bình thường là 20 triệu. Cứ tháng là hội chết luôn, cố định là 80 triệu. Thế mà không biết tiền ở đâu người ta gửi đến. Chúng tôi nói Phật Pháp màu nhiệm. Rồi ăn uống chi dùng chư tăng trên này, cả các cụ đúng là 400, ở dưới đó 100 nữa là gần 500 vị hàng ngày sinh hoạt, mà không biết tiền ở đâu nó đến. Đúng là thâm tín A-di-đà Phật là gia sung mãn. Thâm tín A-di-đà Phật là gia sung mãn. Điều mình niệm chưa tới nơi, cái lòng tôn kính mình chưa đủ. Cho nên mình thấy thiếu thốn rồi mình đem cái tâm vọng tưởng điên đảo sằng bậy của mình, mình đi tìm ba cái của cải vật chất mệt nhọc vô cùng. Mệt nhọc lắm. Thay vì mình đi tìm, mình vẫn đi tìm, đạp xích lô vẫn đạp xích lô, bán bánh hỏi vẫn bán bánh hỏi, bán vé số vẫn bán vé số, thì mình dành thời gian sáng tối mình công phu thử coi thử nó làm sao. Thử đi, thử coi làm sao. Phật đâu có lừa mình đâu. Chúng tôi hồi nãy giờ đây nói là nói chân thật, giống như người trong gia đình, chứ không có lừa gạt quý vị chút nào hết.
Thấy quý vị, từ nơi xa xôi, từ ở miền Tây, miền Bắc vào trong này, chúng tôi cảm động quá. Mà bây giờ mình nói làm sao để cho họ tin mình, thì chỉ có một cái lời nói là chúng tôi không gạt quý vị. Chúng tôi không gạt quý vị. Chúng tôi nói chân tình, mà quý vị không làm thì cái nghiệp chướng mình quá sâu dày. Đúng không ạ? Bây giờ đã sâu dày rồi thì gì? Nó thực sự cái nghiệp chướng nó sâu dày, mà nó là giả chứ nó không thiệt đâu. Phiền muộn rồi bực tức rồi sân hận rồi tạo nghiệp xấu ác, thực sự nó là giả. Nó là giả, mà với điều kiện người có công phu mới chuyển phiền não thành bồ đề, nó là giả. Cho nên người mà không có công phu, nó vẫn là thiệt, nó làm mình vẫn đau khổ, vẫn có đọa lạc trong tam đồ đấy. Cái câu chỗ này ông Tổ nói rất hay. Nghiệp nó là giả, với điều kiện người này biết công phu là Bồ Tát, nhìn phiền não tức bồ đề. Còn phàm phu nghiệp vẫn là thiệt, bởi vì họ không có cách nào để mà họ hóa giải nó được. Họ không chịu niệm Phật, không chịu niệm Quan Âm, không chịu trì đại bi, không chịu tụng kinh, họ không chịu coi sách thánh hiền, không chịu làm phước, không chịu công phu. Cho nên nghiệp vẫn là thiệt, tham vẫn là thiệt để đọa ngạ quỷ, sân vẫn là thiệt để mà nó đọa địa ngục, si mê vẫn là thiệt để làm loài súc sanh. Vô đó rồi thì thôi rồi, khỏi phải nói. Khỏi phải nói đi, khổ trăm ngàn ức kiếp. Cho nên ông Tổ mới nói là nghĩ tam đồ mà phát bồ đề tâm tu hành, nghĩ đến tam đồ mà nổi gai ốc, tốt mồ hôi máu để tu hành. Tin nổi không? Hôm nay bao nhiêu người này ngồi đây là một cái nhân duyên thù thắng căn lành mình sâu dày nó mới chiêu cảm về đây. Chứ không phải là bỗng không đi chơi đâu. Nhân duyên thù thắng, đừng để nhân duyên này, cái cơ hội này trôi qua. Một lần cơ hội này đến với mình trên đời sau mà nó đã trở thành quả báo vô tam đồ thì hết cứu. Bây giờ đang còn là hoa báo. Hoa báo đó khi mình nghèo một chút, khổ một chút, bị vùi dập một chút, bị xấu xí một chút, bị hô một chút, bị trột một chút, bị lùng một chút, bị cái gì đó là mới hoa báo thôi. Cái đó có thể thay đổi được. Cái đó có thể thay đổi, tức là từ cái hoa báo đó mà mình chuyển thành cái liên thai vào trong đó. Khi mình vào ở trong đó là 10 kiếp ở trong liên thai đó, khi hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh thì kiến hoặc và tư hoặc mất. Người này đới nghiệp giảng sanh thì người này sanh phàm thánh đồng cư độ. Mới hôm qua nghe ấn tổ nói, bọn phàm phu mình là chỉ cần gọi là sanh về phàm thánh đồng cư độ, hạ phạm giảng sanh. Tức là mình chỉ có phục nghiệp thôi, không còn đoạn, mà đoạn cũng không nổi. Đoạn kiến hoặc tư hoặc đoạn không nổi, tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, đoạn không nổi. Mình chỉ phục nó thôi, phục cho nó nhẹ. Rồi mình đầy đủ tín nguyện, mình vãng sanh vào trong liên thai. Chứ không mình đi lộn đường rồi. Vô trong cái thai ngục là cái bụng cha mẹ mình lộn đường rồi đó. Lộn đường rồi đó. Bây giờ mình trở lại, mình đi vào cái con đường đó là liên thai. Là tích đức, là người hiền thiện, là tu hành, là niệm Phật, là nguyện vãng sanh, là mình đi vào con đường liên thai. Mà vào trong đó rồi, khi mà mình hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, sanh hạ phẩm vãng sanh, thì khi vừa sanh ra thì nghiệp không thể được, tức là kiến hoặc và tư hoặc tự mất, ngang bằng với A-la-hán. Cho nên mới nói là cõi cực lạc là chỉ có A-bệ bạc trí thôi, chỉ có hàng A-la-hán thôi, không có ba đường ác. Thế chưa nè? Đó. Cho nên hôm nay thực sự cái nồng độ chúng tôi nói nó hơi nhanh và hơi mạnh một chút để cho quý vị tỉnh ra. Vì thời gian nó không có nhiều cho nên nó hơi nhanh chút. Nó mạnh chút là lâu lâu mới nói chứ không nói nhiều nữa đâu. Nói nhiều mà mình làm không được thì mệt cái người nói mà uổng công cái người đi đến nghe. Quý vị để ý coi, nếu hôm nay mà tới tổ chức hình thức rồi hát sướng rồi ca rồi đeo bông rồi làm hình thức á, không có niệm Phật thì uổng ban tổ chức cực nhọc mà uổng thêm cái thời gian quý vị đi. Quý vị biết cái công đức niệm Phật một đêm hôm qua quý vị biết nó nhiều cỡ nào. Chỉ có Phật cùng Phật mới biết thôi. Phàm phu mình không biết nổi đâu. Nhiều lúc chúng tôi về cũng suy nghĩ, không biết nói rồi hỏi nhớ ông ta. Hỏi 5-7 người kêu nói hay lắm mà quên hết rồi. Vậy thì sao? Nói ít thôi, ai biểu nói nhiều. Mang sách đưa cho họ đi. Đó, bây giờ bên đó đó, Cảm Ứng Thiên cũng nói về Địa Hiếu nè. Rồi An Sĩ Toàn Thư cũng nói về Địa Hiếu nè. Rất nhiều sách ở ngoài đó, mang về đọc ngày mấy trang thôi. Đọc đi, đọc thử coi nó làm sao, có thay đổi cuộc đời không? Có chứ. Ông Bành Tế Thanh coi như là cả gia đình của ổng làm quan, làm cô, làm người liêm khiết mà nói chuyện gia đình ổng là ổng không bỏ hai cuốn sách đó là Âm Chắc Văn trong An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên. Suốt cuộc đời ngày nào ông Bành Tế Thanh cũng đọc và khuyên con cái đọc và đọc cho gia đình nghe. Cho nên gia đình ổng trở thành hiền thiện và làm một người quan liêm khiết, đất nước giờ vô cùng. Còn mình lo ba cái chuyện là con cái được học cử nghiệp công danh tiền bạc. Chứ còn nói về tổ đức là không màng đến, cho nên nó lớn lên nó thất đức, nó có tài mà nó là người ác đức, cho nên đứa tiểu nhân không có làm gì được, nó phá hại xã hội,
rồi nó có con, nó có chồng, nó có vợ, nó có con, nó phá hại gia đình nó làm cho gia đình nó băng hoại. Kẻ mà ngu đó, thì nó làm cho một gia đình, một cái làng đó bị băng hoại, khổ đau. Còn kẻ mà thông minh một chút, nó làm cái người mà có ảnh hưởng một chút, nó làm cho xã hội, nó làm cho đất nước này băng hoại. Bây giờ nó thiếu đức, nó thiếu đức, nó không có học lời thánh hiền, cho nên nó thiếu đức. Chỗ này chúng tôi đọc vào trong cái lời thánh hiền và văn sao, chúng tôi có cảm ngộ chỗ này, chúng tôi có cảm ngộ chỗ này, cho nên nói nó hơi mạnh chút, đừng có buồn. Mà có rồi buồn gì nữa, buồn. Con cái thì bất hiếu cha mẹ, ngỗ nghịch, nói nó không nghe, do mình không phải là hiền mẫu, cứ lo đi kiếm tiền, chứ không có kiếm đức, kiếm sách thánh hiền về dạy cho nó. Cái hư của mình là chỗ này. Hồi sáng nghe lại cái giáo dục gia đình, ông tổ nói, cái người mẹ, người cha là bên ngoài đi kiếm tiền, còn người mẹ phải ở nhà để mà thấy chồng dạy con, để học lời thánh hiền, dạy cho con thành thánh hiền, chứ ai đâu mà đi kiếm tiền hết như vậy, để cho nó hư như vậy. Lớn lên nó hư rồi bắt đầu mà khóc lóc, mà chửi rủa nó, măng thành tre rồi bây giờ làm sao mà uống được nữa đây. Cho nên Thọ Ấn Quang ngày không xuất gia cho ai là cái lý do. Ngài nói là tìm được cái gia đình mà hiếu đức, mà đầy đủ hiếu để trung tín lễ nghĩa lâm sĩ, học lời thánh hiền mà trở thành một người hiền thiện trong gia đình đó, tôi tìm không có. Thời đại này tôi tìm không ra. Mà lỡ mà tôi cho nó vô xuất gia cho họ rồi, họ không có giữ gìn mối, họ không có học được là họ phá đạo. Họ phá đạo. Không phải một mình họ, họ bị ảnh hưởng không? Cả đạo Phật bị ảnh hưởng. Bây giờ ở trong đạo Phật mà, con di trùng sư tử nó mới giết con sư tử. Cái người ở trong đạo họ mới phá được đạo chứ. Mà vì sao họ phá vậy? Bởi vì gia đình bị hỏng cái gốc từ đầu, đó là không học thánh hiền. Chứ ngài sợ là có lý do, có lý do, có lý do của ngài. Thôi, hôm nay chúng tôi nói nhiêu đây thôi. Nếu tăng ni, Phật tử, bất cứ một ai tin sâu lời Phật dạy, hay gọi là thâm tín A-di-đà Phật là giai sung mãn, tin Đức Phật A-di-đà có thực ở bên Tây Phương Cực Lạc, và tin Đức Phật A-di-đà ở trong tâm của mình, gọi là tin xử lý viên dung, và tin cái pháp của Phật đó là danh hiệu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, tin như vậy cho chắc, thành tâm mà niệm, thì người này được đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ tuổi thọ, đầy đủ công đức, đầy đủ phước báu, đầy đủ tiền bạc, đầy đủ tướng hảo. Tất cả Đức Phật A Di Đà có cái gì, ngài dồn chứa hết ở trong cái câu vạn đức hồng danh vô tác diệu lực bất khả tư nghì Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ai chịu tin thì dùng một đời này không hết. Lúc đó chúng tôi ngưng hết tất cả công việc và tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà 3 năm thì thấy nó có tín hiệu khởi sắc.